Nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì Covid-19, tang lễ phải tạm hoãn do giãn cách xã hội. Mới đây, diễn viên Gia Bảo đã bất ngờ thông tin nghệ sĩ Kim Phượng đã qua đời vào sáng ngày 25 tháng 7, hưởng thọ 66 tuổi. Được biết, nghệ sĩ Kim Phượng là em gái ruột của nghệ sĩ cải lương Bạch Mai. Thông tin bà qua đời khiến rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam bàng hoàng và đau đớn nói lời tiễn biệt. Trên Facebook cá nhân, Gia Bảo chia sẻ, đời quá vô thường, nữ nghệ sĩ Kim Phượng kết chị em ruột với nghệ sĩ Bạch Mai vừa qua đời vào sáng nay. Thành thật chia buồn, vô cùng đau xót. Bên dưới bài đăng của Gia Bảo, nghệ sĩ Hồng Vân cũng không giấu được sự bất ngờ mà thốt lên: trời ơi, nghệ sĩ Hữu Châu và nghệ sĩ Nê Giang cũng có động thái chia buồn với gia đình người quá cố. Liên quan đến sự việc, nghệ sĩ Thoại Mỹ cho biết nghệ sĩ Kim Phượng đã qua đời sau thời gian điều trị COVID-19. Các bác sĩ chuyên khoa đã xét nghiệm, cho biết kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà được nắp máy thở trợ, nhưng đến sáng ngày 25 tháng 7 thì sức khỏe nguy kịch do bà có nhiều bệnh nền, huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Con gái của bà đã báo tin bà qua đời vào lúc 12 giờ 50 phút. Nghệ sĩ Kim Phượng xuất thân trong gia tộc cải lương, lừng danh Huỳnh Long. Bà có đến 5 người anh chị em đều là những nghệ sĩ hát bội nổi danh thập niên 1940 đến 1950, là Bạch Mai, Thanh Bạch, Kim Phượng, Bạch Nga, Thanh Châu. Sau này nghệ sĩ Bạch Mai và nghệ sĩ Thanh Bạch trở thành trụ cột chính của đoàn. Nghệ sĩ Kim Phượng no về trang phục, nghệ sĩ Thanh Châu chuyên về âm nhạc. Đáng nói, do nghệ sĩ Kim Phượng mất vì nhiễm COVID-19. Và trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 nên xót xa thay, người thân không thể cử hành tang lễ. Trên trang cá nhân, nhà báo Song Vinh, người có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Kim Phượng tiết lộ, do dịch bệnh nên gia đình sẽ nhận hũ tro cốt của dì từ bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Qua dịch sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho dì. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa và đau buồn vì gia đình không thể gặp mặt cố nghệ sĩ Kim Phượng lần cuối. Tang lễ và lễ cầu siêu cũng phải hoãn qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Không chỉ gửi lời chia buồn, nhà báo Song Minh còn chia sẻ kỷ niệm cuối với cố nghệ sĩ Kim Phượng. Dỗ tổ năm rồi gặp gì, hai dì cháu còn cười rộn rang hẹn mùa dỗ tổ năm nay. Cái hẹn này mãi mãi, dì cháu mình không thực hiện được rồi dì ơi. Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ giúp đỡ các nghệ sĩ khác. Hành động của nghệ sĩ Kim Phượng đã khiến cho nhiều người vô cùng xúc động. Theo đó, đạo diễn Thanh Hiệp buồn bã chia sẻ: nghe tin mà đau lòng, mới đây thôi tôi gặp chị trước đợt giãn cách theo chỉ thị 16. Chị kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người dành cho nghệ sĩ Tuồng, Cổ, Điền Phong. Các nghệ sĩ đã đóng góp và tôi mang đến trao cho chị. Lần nào cũng vậy, bất cứ nghệ sĩ nghèo hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn đều được chị giúp đỡ. Chị là hiện thân của tinh thần không ngại gian khó. Khi ở đâu có hoàn cảnh đồng nghiệp khó khăn thì đều có sự chung tay đóng góp và kêu gọi của chị. Nghệ sĩ Điền Phong là người nhờ cậy chị nhiều nhất. Vì anh sống đơn độc, từ nay thì không còn chỗ dựa. Từ một tâm hồn rất đẹp của nghệ sĩ Kim Phượng. Tương tự các nghệ sĩ của đoàn Huỳnh Long, ai bệnh, ai đau, gặp trở ngại gì đều có kết quả là chị giúp đỡ. Tên gọi kết chị đã trở lên quen thuộc với người trong đình nhân hòa từ đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.